Hôm nay ngày 16 tháng 5, phiên tòa phúc thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo trong vụ kit xét nghiệm Việt Á tiếp tục diễn ra. Tại phiên tòa phúc thẩm, thì bị cáo Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, vẫn giữ kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Theo bị cáo này, thì trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 như vậy, khó có thể không phạm tội. Bị cáo Nguyễn Thanh Long thừa nhận hành vi nhận hối lộ 2,25 triệu đô la Mỹ như bản án sơ thẩm cáo buộc, không bào chữa thêm. Cùng với đó đã tác động gia đình nộp thêm 1 tỷ đồng để khắc phục chung hậu quả vụ án. Còn số tiền nhận hối lộ đã được nộp lại ở giai đoạn sơ thẩm. Tại tòa thì công ty Việt Á kháng cáo với nội dung đề nghị tòa án cấp phúc thẩm không tịch thu xung công quỹ nhà nước số tiền được xác định là hưởng lợi bất chính từ việc bán test xét nghiệm cho các tổ chức, cá nhân không bị xem xét khởi tố trong vụ án này.